Cảnh sát giao thông vào cuộc xác minh clip cô gái cầm lái chiếc BMW đi vận tốc 140 km/h trong khu đông dân cư gây nguy hiểm. Mới đây, đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ clip cô gái điều khiển ô tô hiệu BMW chạy với tốc độ 140 km/h trong khu đông dân cư. Theo đoạn clip cho thấy, cô gái điều khiển ô tô BMW chạy với tốc độ cao trong khu vực đông dân cư. Có đoạn đồng hồ đo tốc độ hiển thị đến 140 km/h. Thời điểm trên, bên cạnh cô gái có một người khác dùng điện thoại ghi lại toàn bộ sự việc. Qua điều tra, vụ việc xảy ra tại tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, thành phố Thủ Đức. Theo quy định, tuyến đường này chỉ được chạy với tốc độ tối đa 60 km/h. Sau khi đăng tải, clip nhanh chóng lan truyền và nhận về nhiều ý kiến liên quan đến hành động điều khiển ô tô của cô gái. Liên quan đến vụ việc trên, hiện đội cảnh sát giao thông, trật tự thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành xác minh, làm rõ xử lý nghiêm theo quy định.